giá Bitcoin lại một lần nữa phá mốc 50.000 USD kéo theo sự tăng trưởng thần tốc của nhiều tiền ảo khác, giúp vốn hóa toàn thị trường vượt 1.500 tỷ USD. Lúc 6 giờ ngày 8 tháng 3, giá Bitcoin trên coi xe đứng mức 51.025 USD, tăng 4,05%, tương đương mỗi coi thêm 1.990 USD. Trong 24 giờ gần nhất, giá tiền ảo hàng đầu giao động trong khoảng 48.828 đến 51.320 USD. Theo coi market cap, Lượng giao dịch Bitcoin trong 24 giờ qua là 42 tỷ USD, vốn hóa ghi nhận mức 948 tỷ USD. Trên Vicuta, sàn giao dịch được nhiều người Việt quan tâm, giá Bitcoin tăng 2,7%, hiện giao dịch mức 1.194 đến 1.250 triệu đồng mỗi trước khi tăng trở lại và vượt mốc 50.000 USD. Bitcoin trải qua đợt lao dốc mạnh tiền ảo hàng đầu được cho là đang chịu áp lực từ những bình luận tiêu cực của các nhà đầu tư lớn và cơ quan quản lý. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Bloomberg mới đầu tư nhỏ nên mua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng nhấn mạnh Bitcoin không nên được sử dụng rộng rãi như một cơ chế giao dịch. Theo bà, Bitcoin là tài sản có tính đầu cơ cao, không ổn định, mang đến nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và thường được sử dụng với mục đích tài chính trái phép. Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn đặt niềm tin vào tiền ảo hàng đầu này. Theo Jesse Powell, giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Zaken Bitcoin sẽ trở thành đồng tiền tệ của thế giới. Trong ngắn hạn, Mọi người xem Bitcoin vượt qua vàng trở thành vật lưu trữ giá trị. Tôi nghĩ rằng mức giá 1 triệu USD trong vòng 10 năm tới là rất hợp lý, ông Bowell nhấn mạnh đồng USD chỉ mới 50 tuổi và đã có dấu hiệu suy yếu nên chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ bắt đầu tính giá của mọi thứ bằng Bitcoin. Vào mùa hè năm 2020, ông Bowell từng đoán chắc rằng sau 2 năm nữa giá của loại tiền điện tử phổ biến nhất này sẽ tăng lên đến 100.000 đô một đồng. Nhưng hiện tại USD vẫn là loại tiền dự trữ của thế giới và là đồng tiền tiêu chuẩn trong thương mại thế giới, mặc dù giá trị của nó giảm nhẹ vào năm ngoái. Trở lại diễn biến từ thị trường, nhiều tiền ảo vốn hóa lớn khác cũng tăng vọt theo Bitcoin. Cụ thể, EH tăng 4,1% lên 1717 USD. Binance coi tăng 5,53% lên 327 USD. Polkadot tăng 4,9% lên 34,8 USD. Zipper tăng 0,4%. UniApp tăng phi mã 20,4%. Liteo tăng 1,2%. Tổng vốn hóa hiện ghi nhận mức 1.570 tỷ USD, tăng 3,4%. Bitcoin giảm nhẹ 0,04% về 49.066 USD, trong khi một số tiền ảo vốn hóa nhỏ hơn khởi sắc, thị trường phân hóa khá mạnh. Lúc 7 giờ ngày 7 tháng 3, giá Bitcoin trên coi xe đứng mức 49.066 USD, giảm 141 USD so 24 giờ trước đó. Thống kê cho thấy, trong thời gian này, giá Bitcoin giao dịch thấp nhất tại 47.127 USD và cao nhất ghi nhận được là 49.173 USD. Theo CoinMarketCap, lượng giao dịch Bitcoin trong 24 giờ gần nhất là 34,1 tỷ USD, vốn hóa ghi nhận mức 915 tỷ USD. Trên Vicuta, sàn giao dịch được nhiều người Việt quan tâm, giá Bitcoin tăng 0,5%. Hiện giao dịch mức 1.154 đến 1.208 triệu đồng mỗi BTC, mua, bán. Bức tranh thị trường tiền ảo có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm lao dốc theo Bitcoin gồm có Tether giảm 0,13%, KaZan giảm 3,8%, CocaZot giảm 0,8%, Zeteller giảm 0,5%. Ở chiều ngược lại, Ethereum tăng 9,5%, Binacoin tăng 1,01%, ZipCard tăng 1,2%. Tổng vốn hóa toàn thị trường ghi nhận mức 1.520 tỷ USD, tăng 1,2%. Bitcoin gần đây lao dốc mạnh sau khi chạm đỉnh 58.000 USD xong nhiều chuyên gia vẫn đặt niềm tin vào tiền ảo hàng đầu này. Theo Jesse Powell, giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, Bitcoin sẽ trở thành đồng tiền tệ của thế giới. Ông Powell nhấn mạnh đồng USD chỉ mới 50 tuổi và có dấu hiệu suy yếu nên chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ bắt đầu tính giá của mọi thứ bằng Bitcoin. Trong ngắn hạn, mọi người xem Bitcoin vượt qua vàng trở thành vật lưu trữ giá trị. Tôi nghĩ rằng mức giá 1 triệu USD trong vòng 10 năm tới là rất hợp lý. Ông Powell nói thêm khi được hỏi về giá Bitcoin trong tương lai, những dự đoán như vậy không có gì mới đối với thị trường tiền kỹ thuật số. Vào mùa hè năm 2020, ông Powell từng đoán chắc rằng, sau hai năm nữa giá của loại tiền điện tử phổ biến nhất này sẽ tăng lên đến 100.000 đô một đồng. Tuy vậy hiện tại USD vẫn là loại tiền dự trữ của thế giới và là đồng tiền tiêu chuẩn trong thương mại thế giới, mặc dù giá trị của nó giảm nhẹ vào năm ngoái.